Thì bây giờ cả nhà mình sẽ đi chợ nha mọi người. Đi nào. Nay đi chợ cho Su Hon đi theo nữa. Mừng về mê 10 ngày, lần đầu tiên Su Hon được đi ra ngoài đường ta ơi. Sao nè Suyên. Nắng ghê thiệt luôn á trời. Dạ vô. Đâu. Lòi kết luôn. Nó đẩy em đó. Lên dốc, đây là cái đường dốc cho mình rồi, rồi đó. Mỗi lần lên dốc thì mệt, mà xuống dốc thì nó khỏe hơn nha. Cái này mà mang dép cao là lúc đi xuống là khỏi cần đi luôn nè. Lúc đi xuống là lăn thôi. Này mà mang dép cao gót là bỏ dép đi luôn á. À, nhớ cái lần đi dép cao ở đây nè là đi cắm đầu luôn. Mình đi dép cao đi chỗ cái dốc nhà mình đó mọi người. Trời ơi, lúc đi xuống hả nó không cần đi luôn, nó tự chạy luôn. Xe nha. Nắng ghê, giờ nãy cũng đem cây dù thêm nữa. Nhanh lên nắng em kìa Tụng ơi. Sunny Happy. Đây, bọn mình sẽ chạy qua cái đường bên kia nha mọi người. Nay muối gì? Muối vàng xong muối gì? Hả? Ủa ba ủa nếu hay xăm mua cua một cua xịp bơ. Hay xăm một cua. Ờ. Ông anh là nó dắt đi mua vàng xong là sẽ đi mua hai xẻng về lên sân thượng để nướng ăn tiếp nha mọi người. Đóng cửa đi. Đi giờ này mới đỡ nè, chứ nãy 12 giờ trưa ba tuần không cửa đi khùng luôn. Tôi bự nè nè, đó vô. 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 Bọn mình đã lựa xong rồi nha mọi người, nhưng mà qua tuần sau á thì người ta mới gọi mình lên thì mình mới nhận nha. Bây giờ cả nhà mình đi về ăn thịt nướng. Xin chào đi ba tuần hơn. Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Xin chào cô chú đi. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú đi Tùng Hân. À bây giờ cả nhà mình đi về thôi. À, nãy 1 triệu rưỡi thì 500 ngàn tính đi, 500 ngàn là 10 triệu. Sao bên đây mắc gì vậy ta? Bên mình chỉ vàng 24 như ta. Bên này 10 triệu, 10 triệu chỉ vàng 24. Hồi nãy mình mua chứ đó là 3 chỉ là nó 30 triệu. Mua đi để dành đeo mai mốt mà có về bán cũng được. Có về luôn á người ta bán. Còn giờ đeo làm của. Rồi giờ bọn mình đi về nhà nha mọi người ơi. Cầm tiếp cho tụi hoa cái thao kìa. Chiều rồi mọi người ơi, bây giờ đang là 6 rưỡi chiều rồi. 6 rưỡi mấy giờ trời? Mấy giờ rồi ta không biết nữa. Đó nè mọi người thấy không, cái đường nó đi xuống nhà mình nó lúc mà đi xuống thì nó sẽ như thế này nè, thấy ghê chưa, còn đi lên nó thì cái dốc ớn ăn luôn. Đây là cái dốc đi xuống nha. Giờ về nhà là giờ ăn cơm được rồi đó. Ái đang trên xe mà đói bụng quá trời đói bụng luôn. Sáng mình ăn chỉ có miếng mì duy nhất thôi tới giờ luôn. Đi được không, đi 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 đi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Công nhận là bây giờ cái thời tiết buổi chiều nó mát thiệt á. Nhìn Thường Hon kìa. Thường Hon bây giờ đi rồi nó không cần đợi ai luôn rồi. Nó đi là bây giờ nó chạy mình lên, nó không sợ lạc luôn. Đây nè mọi người, đây là cái khu nhà mình ở nha. Cái khu này là năm sau nữa là nó sẽ lên chung cư hết trơn luôn. Cho nên là nhà mình sẽ đang dự định là không biết đi đâu đây nè.
Tới nhà rồi. Ôm sùm ra cho. Xin chào cô chú. Nam ra đây. Ra đây mới được. Xin chào cô chú. Thôi, thịt đâu? Cái này là thịt. Mấy vậy Nam? Hết luôn, rửa hết luôn. Đây là thịt mới mua về, hôm nay cả nhà mình sẽ ăn thịt bò nướng. 1 wow. 2 wow. 3 4 Biết cái thân vô 5 Ê. Trời ơi. Ăn đi. Thôi đi ăn nữa. Ok. Ok ok. Ba tuần hôm bữa nay nói là lâu rồi nhà mình không có ăn thịt bò nướng, hay là bữa nay mình ăn thịt bò nướng đi. Muốn thịt bò nướng có thịt bò nướng luôn. Trời không thả con gái đi xuống gì trời. Thả cục vàng đi xuống chứ sao không ai thả cục vàng để xuống hết trơn vậy ta. À. Không ai thả cục vàng mẹ xuống hết vậy kìa. Để cục vàng như vậy sao? Cục vàng chú đây với mẹ nhé. Chào cô chú. Bên bịch gửi. Cái gì bên một bịch gửi? Một bên đây là trời. Trời này hả? Cho một nắp đỏ. Còn bỏ nấm vô trong này trước. Để thịt vòng vòng cái này vô vô. Để thịt kia đi. Vô, vô đâu có đó. Ừ. Ok. Ok. Quá đẹp luôn. Ơi, đẹp lắm luôn á. Bây giờ ba tụi thôi sẽ cho thịt lên nha mọi người. Ngon hấp dẫn lắm luôn á. Phun phân rồi chú Yên. Còn ấm mà đúng không? Chào các bạn. Xin chào mọi người nha. Ngày ăn cơm tối ngày. Hôm nay ăn thịt nướng chung với cả nhà mình nha. Được rồi đó, bây giờ muốn ăn tái thì ăn đi. Muốn ăn chín thì ăn, muốn ăn tái thì ăn nha. Muốn ăn chín thì chín nữa, còn tái thì bây giờ là được rồi đó. Rồi mọi người ăn chung cái nhà mình nha mọi người. Ngon, nè thịt nè, bây giờ mình sẽ chấm với muối dầu mè. Đây nha mọi người, trời ơi, miếng thịt rất nhiều nè. Ăn miếng phở. Ở phải cái không? Ngồi cho mẩm rồi, bảo gì luôn. Ngon quá. Ừ. Bò ngọt ăn cải này hết ngọt luôn à. Chưa phải mồi rồi. Rồi, đúng rồi. Nước ở trong cái mâm này là nấm. Chấm mỡ. Chấm mỡ ngọt nhất. Ừ. Chấm đi. Mạnh lên. Cơm,
xin chào. Cái nấm mỡ nó ngọt hơn thịt bò luôn. Ăn hết bây giờ rồi. Cái này là mình phải ăn nhanh nhanh, nhưng mà biết sao không? Để thôi cái chín hóa nó dai. Tội cài đi sắc miếng đá trong tiền rồi. Không thùng được. Nó chảy nước mắt quá. Không ngồi rồi. Bữa nào không có miếng ớt nào luôn đó. Ổi. Nào không có miếng ớt nào luôn, mà cũng bị đổ mồ hôi nữa. Nó chảy nước mũi luôn rồi. Không ngán thôi. Ngán quá. Miếng nào bự quá, ta cắn ra đi. Hai vậy không chịu cắn trời ơi. Bà sẽ rụt rồi bà trời. Tan bùa rồi. Nên nè. Béo. Đỏ đảo người ơi nhìn. Nó nhiễu. Nhưng mỡ gì nó béo dữ. Ngon. Chỗ cái thịt này dặn răng răng mềm á. Béo mình làm nhiều. Béo bự cái ăn phổ kỳ. Không bây giờ mình thích. Không chịu hai hà mà đi ra nhẫn chịu ba rồi đòi gì nữa. Ủa không chịu hai hà mà đi ra mua chiếc nhẫn chịu rưỡi thì... phải chọn mua chiếc nhẫn bự hơn nữa. Nhẫn đó chắc 120 triệu thiệt. Cuối con bự, cuối con này gì phụ lưu sức đẹp đẹp. Uống nước ngọt mùi này nó khô vậy ta. Gì cũng nóng cho khô quá. Lửa yếu. Cây vàng quá là sao vậy đó? Người tên nào là cá ta? Đâu cứ vợ lại giờ ta ra ấy từ từ đi. Giờ anh cây gửi vàng với kiếm thêm tiền mặt 50 nữa là được rồi. Dạ, cứ vợ ngon lành luôn á. Ê, nóng nóng dữ lại. Thôi xin mời em. Tết nay về sớm thì niền răng cho Nhi nha. Tết nay về sớm bong bong nữa. Tết nay mình về sớm mình sẽ đi niền răng cho em mình nha. 20 về được rồi. Nó bị đường táo về. Nó bị nó giờ không thấy nó hôi nhiều á, lớn là rồi nó hôi nhiều á. Giờ cho đi niền răng, bây giờ nó còn nhỏ nó dễ nhanh vô nè. Cay quá. Không biết nó chịu đau nổi không nữa. Không nổi gì đó, chịu đau nổi gì. Bị ướt thôi. Giờ nó 11 rồi. Niền cái 13 tuổi là đẹp rồi. Không biết nhiêu tiền nữa đây. Cho dì Năm mượn 200. Không biết có tiền cho mượn không đó nè. Chuyện lãnh được tiền cho mượn. Không, không lãnh được tiền không cho mượn được nè. Mình thì gắn Việt Nam chắc rẻ mà. Rẻ hơn ở bên Hàn nhiều. Bữa hỏi niền răng bên Hàn 80. Bữa nay tính đi giấy à, mà nó không có đặt lịch, nó không có nhận. Xong rồi qua tuần sau, nó kêu qua tuần sau lại để nó khám răng cho mình để coi nó niền theo cách nào. Mình sẽ đi niền răng rồi. Niền răng xong làm lại mấy cây trước này. Chúc mừng hôm nay sẽ video của nhà mình nha. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Yeah, 즐거운 저녁 되세요, 여러분. 아까웠습니다. 신감원. 떠올려 눈을 왜 이렇게 넣는다.